Có bao giờ bạn tự hỏi, chúng ta có thể tạo ra một thế giới giả lập trên máy tính, vậy có khi nào chính vũ trụ của chúng ta cũng là giả lập? Câu hỏi là, chúng ta đang sống thật hay ảo? Máy tính đem đến cho chúng ta những trò chơi thực tế đến kỳ lạ, chẳng hạn như các nhân vật tự động có phản ứng thích hợp trước các lựa chọn của chúng ta. Điều đó hẳn đã đủ để khiến bạn cảm thấy ít nhiều hoang mang. Trong ma trận, con người bị kẹt trong một quyền lực hiểm ác, bị mắc kẹt trong thế giới ảo mà họ chấp nhận là thực tế mà không một lời thắc mắc. Cơn ác mộng khoa học về việc bị mắc kẹt trong một thế giới do chính trí não của chúng ta tạo ra là điều đã có từ thời trước. Với những viễn cảnh đáng sợ này, chúng ta nảy sinh ra hai câu hỏi. Làm thế nào để chúng ta biết chuyện đó? Nếu quả thực có, thì liệu đó có phải là vấn đề đáng lo ngại không? Chúng ta có lẽ chẳng là gì ngoài là những chuỗi thông tin bị một số máy tính khổng lồ kiểm soát, giống như các nhân vật trong trò chơi điện tử vậy. Ngay cả não bộ của chúng ta cũng bị điều khiển và đưa ra phản xạ tương ứng với sự điều khiển đó. Theo quan điểm này, chẳng hề có ma trận nào ta có thể thoát ra nổi. Đây là nơi chúng ta sống và là cơ hội duy nhất để chúng ta sống được. Nhưng làm thế nào mà điều này lại có thể tồn tại trong thực tế được? Lập luận ở đây được đưa ra khá đơn giản. Nếu như chúng ta đã tạo ra được các chủ thể giả lập có khả năng bắt chước, thì với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, hẳn sẽ có một đối tượng tối ưu nào đó được tạo ra và có khả năng biết suy nghĩ, ứng phó với những gì xảy ra trong cuộc sống thật. Chúng ta thực hiện các hoạt động giả lập không chỉ trong các trò chơi mà còn cả trong quá trình nghiên cứu. Các khoa học gia cố kích thích các khía cạnh khác nhau của thế giới ở các mức độ từ hạ nguyên tử cho tới toàn bộ các xã hội hay các dải ngân hà, thậm chí là cả toàn bộ vũ trụ. Ví dụ như các hành vi giả lập trên máy tính được thực hiện với động vật có thể cho ta biết các con vật phát triển các ứng xử phức tạp ra sao, chẳng hạn như chúng sẽ túm tụm lại thành nhóm đông hay đi theo bầy đàn. Các kiểu giả lập bắt chước khác giúp chúng ta hiểu được sự hình thành của các hành tinh, các vì sao và các dải ngân hà. Chúng ta cũng có thể giả lập các xã hội loài người bằng việc dùng những chủ thể đơn giản đưa ra các lựa chọn tương ứng với những quy tắc nhất định. Những điều này cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cách thức hợp tác, về cách các thành phố tiến hóa phát triển, về chuyện giao thông đường bộ và các nền kinh tế vận hành ra sao, và về nhiều thứ khác nữa. Những hình thức giả lập này đang ngày càng trở nên phức tạp hơn khi mà sức mạnh của máy tính ngày càng to lớn. Các nhà nghiên cứu nhìn nhận rằng sẽ không còn lâu nữa thì việc ra quyết định của các chủ thể này sẽ không còn dựa trên nguyên tắc đơn giản là nếu thì. Thay vào đó, họ sẽ đưa ra cho các chủ thể những mô hình não bộ được đơn giản hóa để xem chúng sẽ phản ứng ra sao. Ai có thể nghĩ được tới chuyện đó khi mà chỉ trước đây chưa lâu, chúng ta còn chưa thể tạo ra được người ảo trên máy tính. Những tiến bộ trong việc hiểu được và xác định được chức năng hoạt động của từng mảng trong bộ não cũng như những nguồn thông tin khổng lồ mà máy tính xử lý được khiến điều này ngày càng trở nên khả thi hơn. Tới khi chúng ta đạt được tới mức đó thì chúng ta sẽ vận hành được những số lượng khổng lồ các chủ thể có khả năng bắt chước y hệt, và số lượng đó đông áp đảo so với thế giới thật quanh ta. Nhưng nếu quả thật như vậy thì liệu có phải là đã có những trí thông minh ở đâu đó trong vũ trụ đạt tới mức độ phát triển này rồi? Vậy thật ra thế giới của chúng ta là gì? Vũ trụ nơi trái đất của chúng ta đang tồn tại là gì? Lý thuyết vũ trụ ba chiều cho rằng tất cả những gì chúng ta thấy, kể cả bản thân mỗi người, cũng chỉ là ảo ảnh. Điều này vẫn đang gây tranh cãi trong giới khoa học. Bằng chứng cho thấy vũ trụ thực chất là một ảnh ảo lập thể ba chiều phức tạp đã được một nhóm các nhà khoa học từ Anh, Canada và Italia đưa ra. Họ đã nghiên cứu bức xạ nền vũ trụ là những thứ còn sót lại sau vụ nổ Big Bang và tìm thấy các bằng chứng ủng hộ giả thuyết vũ trụ lập thể, một cách giải thích cho sự giãn nở của vũ trụ hiện tại. Hãy tưởng tượng mọi thứ mà bạn thấy, cảm nhận và nghe được trong không gian ba chiều, kể cả khái niệm của bạn về thời gian, thực chất được sinh ra từ một trường phẳng hai chiều. Tương tự như khi coi phim 3D trên màn hình điện thoại 2D, bức xạ nền vũ trụ giống như vết tích còn lại của ánh sáng từ màn hình điện thoại đi qua thấu kính 3D rồi tới mắt chúng ta. Chúng ta có thể thấy các ảnh 3D có độ sâu, trong khi thực tế chúng chỉ xuất phát từ một mặt phẳng 2D là màn hình. Sự khác biệt giữa phim 3D và vũ trụ là có thể chạm được các ảnh chiếu đó bằng các giác quan của mình. Sẽ không có gì khác biệt giữa một vật có thật và một ảnh chiếu 3D nếu như bằng cách nào đó người ta có thể tác động lên não và làm bạn chạm được các ảnh chiếu, bởi thực tế cảm giác của chúng ta cũng chỉ là các tín hiệu gửi đến não bộ. Khi đó, khó có thể chỉ ra đâu là vật thật, còn đâu là ảo. Điều này dẫn tới một câu hỏi khá phức tạp. Liệu những thứ chúng ta đang cảm nhận được trong vũ trụ này có thật hay không?
hay chỉ là hệ quả của việc chúng ta chạm được các ảnh chiếu từ đâu đó? Thực tế là chúng ta đang tồn tại ở không gian hai chiều đó, hay ở trong vũ trụ 3D này. Điều này cũng giống như một nhân vật ảo xuất hiện dưới dạng hình chiếu 3D và tự hỏi anh ta đang tồn tại trong không gian 3 chiều hay trong mặt phẳng 2 chiều của chiếc điện thoại. Lý thuyết dây và các hiểu biết ngày càng nhiều về vật lý lượng tử đã dẫn tới kết luận rằng thông tin mà chúng ta có được về các cấu trúc nhỏ hơn cả bước sóng ánh sáng và hành vi của chúng là chưa đủ nhiều để chúng ta có thể hiểu hết. Nói đơn giản, nếu chúng ta có nguồn gốc từ một mặt phẳng 2 chiều, thì việc nghiên cứu các thông tin 3 chiều mà chúng ta thu được từ các thiết bị hoặc từ các giác quan chưa đủ để diễn tả nhiều hiện tượng hoặc giải quyết những nghịch lý từ các phương trình. Nhưng nếu cho rằng thông tin tồn tại của chúng có xuất phát điểm từ một không gian 2 chiều, thì bài toán sẽ dễ giải quyết hơn. Chúng ta chỉ cần có bằng chứng để cho rằng lý thuyết đó là đúng hoặc chỉ ít là có thể áp dụng được để giải thích thế giới của mình. Việc nghiên cứu bức xạ nền vũ trụ đã cung cấp những bằng chứng đó. Nhờ các kính viễn vọng hiện đại và sức mạnh của nhiều mô hình tính toán, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng các lý thuyết vật lý lượng tử đơn giản nhất có thể giải thích hầu như toàn bộ hiện tượng quan sát được ở bức xạ nền vũ trụ xa xưa, nhưng không giải thích được các hiện tượng ở quy mô lớn trong vũ trụ mà cần đến thuyết tương đối của Einstein. Như vậy rõ ràng là vũ trụ xa xưa có liên quan tới vật lý lượng tử, và vật lý lượng tử thì dựa trên không gian hai chiều. Vũ trụ lập thể là bước tiến lớn trong nhận thức của loài người về các cấu trúc và sự hình thành của vũ trụ. Thuyết tương đối của Einstein giải thích được hầu hết mọi thứ ở quy mô lớn của vũ trụ hiện tại, nhưng lại không hiệu quả khi áp dụng vào quy mô vật lý lượng tử. Các nhà khoa học đã làm việc nhiều thập kỷ nay để kết hợp thuyết tương đối của Einstein và lý thuyết lượng tử. Một số người tin rằng ý tưởng về vũ trụ lập thể có tiềm năng làm việc đó. Giữa những cuộc tranh cãi quyết liệt đó, dường như các nhà khoa học đã bỏ qua một khả năng, đó là vũ trụ xung quanh được tạo ra bởi ai đó rất giống con người bằng cách sử dụng các thiết bị không quá khác so với máy móc ngày nay mà các nhà khoa học đang sở hữu. Rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu về vật lý hiện đại đã đưa ý tưởng máy gia tốc hạt khổng lồ trở thành hiện thực. Đó chính là cỗ máy LHC, Large Hadron Collider, dài 27 km tại Thụy Sĩ. Trước khi cỗ máy hoạt động, một số người bi quan cho rằng nó có thể tạo ra một lỗ đen có thể phá hủy cả thế giới. Nhưng điều đó là không thể, bởi thiết bị này có thể tạo ra một hố đen nhân tạo, nhưng nó quá nhỏ để nuốt được một nguyên tử, chứ chưa nói đến trái đất. Tuy nhiên, để tạo ra một vũ trụ hoàn toàn mới, yêu cầu một cỗ máy không mạnh hơn quá nhiều so với LHC. Có thể vũ trụ của chúng ta đã được tạo ra theo cách này chăng? Điều này là khả thi vì hai lý do. Đầu tiên, hố đen đã được nhắc tới trong khoa học viễn tưởng như một cổng vào các khu vực khác của không gian và thời gian. Thứ hai, một thực tế kỳ lạ đó là trọng lực có năng lượng âm, nó không có năng lượng để tạo nên vũ trụ. Mặc dù có một nguồn năng lượng khổng lồ bên trong các nguyên tử của vật chất, nhưng chỉ để cân bằng với năng lượng âm của trọng lực. Hơn nữa, việc tạo ra một hố đen được đánh giá là không khó để thực hiện. Các hố đen có thể được tạo ra trong một máy gia tốc hạt là nén khối lượng của một vật thành khối lượng vô cùng bé. Trọng lực sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến lỗ đen này và nó có thể tăng và mở rộng kích thước của mình, nhưng chưa thể nuốt chửng được trái đất của chúng ta. Một câu hỏi lớn đó là liệu rằng có một nhà thiết kế cho vũ trụ? Bằng cách nào đó, nhân vật không phải là Chúa, đã có một thiết kế tuyệt vời có thể định hình mọi mặt của cuộc sống con người. Thiết kế này giống như một phần mềm được lập trình sẵn, đưa con người tiếp xúc với sự chọn lọc tự nhiên, tiến hóa và lập trình để con người có thể tự phát triển khả năng của mình. Và trong tương lai, liệu con người có thể tạo ra một vũ trụ mới? Tỷ lệ mà chúng ta sống trong thực tại giả lập là 99,99%. Vào năm 2001, Nick Bostrom, một giáo sư giảng dạy tại trường đại học Oxford danh tiếng, đã công bố nghiên cứu của mình về giả thuyết các hậu duệ con cháu đời sau của chúng ta sử dụng siêu máy tính cực mạnh để chạy một giả lập chi tiết với quy mô tương đương thế giới hiện tại để tìm hiểu về tổ tiên của mình. Bostrom cho biết, cỗ máy siêu việt này sẽ có khả năng thực hiện 10 mũ 42 phép tính chỉ trong vỏn vẹn có một giây và nó có thể tạo ra toàn bộ lịch sử loài người, bao gồm cả những suy nghĩ, cảm xúc và ký ức của chúng ta bằng cách sử dụng chưa đến 1/1 triệu sức mạnh xử lý của nó. Dựa trên lập luận này, toàn bộ con người cũng như các thực thể khác trong vũ trụ chỉ là những dòng dữ liệu được lưu trên ổ cứng của một siêu máy tính khổng lồ. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời. Có nhiều nhà khoa học cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ biết được liệu mình có đang ở trong một thế giới mô phỏng hay không.
Việc tìm kiếm lời giải cho câu hỏi của Bastrom ở thời điểm hiện tại với vốn kiến thức hạn hẹp và giới hạn quá lớn về mặt công nghệ thì quả là vô vọng. Bởi nếu quả thực chúng ta đang tồn tại trong một môi trường mô phỏng thì các nhà khoa học cũng chẳng thể nào biết được các định luật về vật lý của thế giới thật bên ngoài. Họ cũng không biết được các kỹ thuật và công nghệ tân tiến vượt ngoài trình mô phỏng của chúng ta. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta biết về sức mạnh xử lý của máy tính hay các định luật về vật lý có thể chỉ là một khía cạnh của chương trình giả lập. Khi khám phá ra định luật Newton, loài người đã chế tạo ra đủ loại máy móc. Khi khám phá ra thuyết tương đối của Einstein, loài người đã tạo ra mặt trời của chính mình trên trái đất với các phản ứng phân hạch và hợp hạch. Với vật lý lượng tử hiện đại, chúng ta đã có các siêu máy tính, các tàu vũ trụ và công nghệ nano. Với thuyết vũ trụ ba chiều, nhiều khả năng con người có thể vận dụng nó để tìm ra những điều mới mẻ hơn trong tương lai